Ngày xưa có một cụ sói xám rất là ham chơi. Những đêm thứ ba, tối ra bờ sông để săn mồi. Và hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, sói ta lại ra bờ sông để săn mồi. Chúng ta giả bộ là một con cuốn và chạy xoay vòng vòng và con mồi xuất hiện. Một cô bé đã đi ngang, sói ta liền gào lên: "Wow, cùng chơi đi!" Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Và bắt đầu đuổi theo con mồi. Cô bé hoảng loạn tưởng là chú chó chơi trốn tìm cùng với mình, liền chạy mạch. Mày chả xấu à? Mày chạy đâu hả con bé kia? Đứng lại cho ta. Và rồi dồn con mồi đến bờ sông. Với bản năng câu cá tìm ảnh của mình thì chú chó đã tự tin trước con mồi và nhảy một điệu nhảy liu liu liu. Đã đến giờ chén rồi, tới đi baby. Và chú chó đã nhảy tới, nhưng không ngờ lại trượt chân vì đêm qua khóa chén. Và điều gì đến cũng đã đến. Chú chó đã trôi dạt theo bờ sông. Trôi dạt về đâu thì ai câu lên mới biết được. Ok, thì hôm nay mình sẽ sử dụng trang phục sói để đi săn cá hiếm. Mặc thử cái trang phục này thì nhân phẩm nó có tăng lên hay không nha mọi người. Ok, let's go thôi nào. Đầu tiên mình sẽ ra thuyền để săn cá vào ban đêm thử xem là có xuất hiện cá hiếm không nha mọi người. Thì bây giờ đang là thời gian xuất hiện cá nhà táng đó. Đó là phút từ 00 đến 05. Ui, bóng 5 lên luôn rồi mọi người ơi. Hello bóng 5. Chào cậu. Lâu quá không gặp, giờ này bạn có khỏe không? Hy vọng là bạn không khỏe nha. Chứ bạn khỏe quá thì ai mà giật bạn lên nổi. Rồi, hai nhấp rồi mọi người. Con tim mình như đang bấn loạn rồi. Bóng 5 mà nhấp nhiều như vậy thì cũng rất là khó để lên cá hiếm đó mọi người ơi. Tại vì mình thấy thường cá vương miện hoặc là cá tán đồ thì nó thường nhấp là 1 đến 3. Thì cá gì đây? Trời ơi, lên đi, lên. Cá gì vậy? Rồi, đúng luôn mọi người ơi. Lên ngay một em cá nhắm búa. Mở đầu cho cái trang phục sói này thì cũng gặp được bóng 5 thì cũng hên rồi nha mọi người. Có bóng 5 là vui rồi chứ cũng không dám đòi hỏi gì đâu. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào săn cá heo hồng thử xem là có ra được cá heo hồng không nha mọi người. Rồi, công việc đầu tiên là lấy cái cần ra. Nhưng mà cần câu hư thì sửa. Mình giả bộ mình làm vậy để làm tiếp thôi. Nhưng thực sự là nó không có cái gì đặc sắc đâu mọi người. Cá heo hồng không biết bao giờ nó mới hết hot mọi người. Mình thấy là lúc nào vô đâu vô câu cũng gặp rất là nhiều bạn đam mê câu cá heo hồng luôn. Thường thì cái con cá heo hồng này khi mình vô săn á, thì mình thấy là những cái bạn nào mà thường là vô trước á, săn thì nó sẽ khó lên hơn. Tại vì những cái bạn mà vào sau hoặc là vào sau cùng á thì rất là dễ ra cá heo hồng luôn. Mọi người cũng có thể... Ê! Lên luôn kìa mọi người ơi! Cá heo hồng! Trời ơi! Mặc đồ sói đi view mà người ta lên cá đúng là đau đầu luôn. Thì ok, không sao, mình sẽ làm lại. Mình sẽ quay trở lại với cái trung tâm thời trang này để câu tiếp nha. Mặc cái bộ đồ sói này phải gọi là mắt nhân phẩm luôn mọi người. Thì không biết là có lên được hay không nha. Hy vọng là sẽ ra một con cá heo hồng nha. Cá heo hồng thì câu nhiều quá. Câu thì cứ câu cho vui thôi mọi người. Giờ mình cũng không có tập trung săn cá heo hồng nữa. Tại vì mình săn con cá tán rất là lâu rồi nhưng mà nó không lên mình cay. Rồi bóng 5 luôn mọi người ơi. Cá gì, cá heo hồng chứ còn chạy vào đâu nữa. Thì như mọi người nói là bóng 5 cũng có thể sao ra. Rồi có lên hay không đi. Yes. Ok, vậy là mình lại lên thêm một em heo hồng nữa rồi. Thấy trang phục sói này cũng khá là êm rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài thuyền để mình câu có lên cá nhà táng không nha. Biết đâu là câu được mấy tứ hoàng trong một ngày sao. Dạo này thì không biết mọi người câu sao ha. Chứ mình thấy bóng 4 mà lên cá tím cũng nhiều lại rồi đó. Mình thấy tỷ lệ mà xuất hiện cá, ví dụ như mấy cái bóng nhỏ nhỏ á, thì mình bóng 3 được, mình thấy xuất hiện cá mấy cái bóng nhỏ á, thì mình thấy bây giờ tỷ lệ xuất hiện cá xanh cũng rất là nhiều rồi. Nên là bóng 4 mà nên là khi câu lên bóng gặp bóng 4 mà câu á, tỷ lệ xuất hiện cá hiếm nó cũng cao hơn rồi hay sao mọi người. Thì nếu như mọi người câu thấy sao thì để lại bình luận ở phần bên dưới nha. Để cho mọi người cùng biết luôn. Dạo này mọi người thấy không?
cái tỷ lệ đứt dây nó cũng, cái tỷ lệ đứt dây hình như nó cũng được fit lại rồi hay sao á. Mình câu cũng rất là ít khi bị đứt dây nha. Vừa ra thuyền là gặp lượm luôn cái bóng bốm đây. Cái gì nhờ? Lên đây, kéo hơi bị lâu rồi đó. Rồi, cá thái dương. Đó, mọi người thấy sức mạnh của cái bộ đồ sói này chưa? Không có đùa được đâu nha mọi người. Sau khi câu được cá heo hồng nè, mình ra biển mình câu thêm mấy con nữa là lên cá voi sát thủ với lại cá thái dương luôn nha. Nhưng mà cái clip quay cá voi sát thủ vương miện đó mọi người, thì mình không có bấm quay kịp nên là bị mất. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay qua mình câu thuyền vàng tiếp nha, để xem là có lên được con gì nữa hay không. Rồi bóng 4. Ok, vừa qua thuyền vàng thì lại lượm thêm một em bóng 4 nữa mọi người ơi. Sau sau những vùi dập của cuộc sống thì cuối cùng mình cũng tìm được một cái chỗ rất là bình yên để thưởng thức cái biển về đêm nha mọi người. Cùng với một cái bóng bốm rất là nhẹ nhàng thôi. Những cái lắc đầu rất là quen thuộc luôn. Thì kéo rất là lâu luôn rồi, cá gì đấy nhờ? Cá nặng hải vương miện. Ok, thì video của mình đến đây cũng dài rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Nếu cảm thấy video hay thì hãy cho mình xin một like và đăng ký. Tạm biệt mọi người. Thank you.